Cô chào các em. Cô rất vui vì được gặp lại các em trong tiết học hôm nay. Vậy
3 ở đây chính là độ dài cạnh hình vuông. 4 là số cạnh. Từ đó ta rút ra được quy tắc. Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4. Các em nhớ thuộc quy tắc này giúp cô nhé. Cô mời tất cả chúng ta sẽ cùng bước sang phần bài tập thực hành. Mời các em đến với bài tập đầu. Bài 1. Viết vào chỗ trống theo mẫu. Ở đây đề bài cho chúng ta biết cạnh hình vuông lần lượt là 8 cm, 12 cm, 31 cm và 15 cm. Đề bài yêu cầu chúng ta hãy tính chu vi hình vuông với từng độ dài cạnh tương ứng. Cô sẽ hướng dẫn các em bài tập mẫu đầu tiên. Tính chu vi hình vuông với độ dài cạnh 8 cm. Như vậy, vận dụng quy tắc tính chu vi vừa học, chúng ta sẽ dễ dàng viết được phép tính. Các em sẽ ghi thật cẩn thận phép tính vào từng ô tương ứng. Ở bài đầu tiên này, chúng ta sẽ lấy độ dài một cạnh nhân với 4. Tức là ta sẽ viết phép tính 8 nhân 4 bằng 32 cm. Các em lưu ý cần viết đơn vị đầy đủ vào bên cạnh kết quả tính nhé. Như vậy, với cách tính tương tự, các em hãy thực hiện tính chu vi hình vuông với 3 độ dài cạnh tương ứng còn lại của bài. Sau khi thực hiện xong, các em hãy xem đáp án của cô. Với cạnh hình vuông 12 cm thì ta tính được chu vi là 48 cm. Lần lượt hai bài tập còn lại, kết quả chu vi hình vuông sẽ là 124 cm và 60 cm. Qua bài tập này, các em cần lưu ý, muốn tính chu vi một hình vuông thì chúng ta cần phải biết một yếu tố quan trọng, đó là độ dài cạnh của hình vuông. Đó là dữ liệu rất quan trọng để giúp chúng ta thực hiện tính toán. Và chúng ta lại tiếp tục sang bài tập kế tiếp. Bài 2. Người ta uốn một sợi dây thép vừa đủ thành một hình vuông cạnh 10 cm. Tính độ dài đoạn dây đó. Các em hãy chú ý thật kỹ những dữ liệu đề bài cho và hỏi. Ở đây, từ một sợi dây thép, người ta uốn vừa đủ thành một hình vuông cạnh 10 cm. Và đề yêu cầu chúng ta tính độ dài đoạn dây đó. Sau khi quan sát hình ảnh của cô, chúng ta sẽ nhận thấy độ dài của đoạn dây cũng bằng với chu vi của hình vuông với độ dài cạnh là 10 cm. Như vậy, để tính được độ dài của đoạn dây như hình bên, chúng ta sẽ vận dụng cách tính chu vi của hình vuông vừa học. Cô mời các em sẽ cùng thực hiện bài tập này ra vở.
làm xong, các em hãy đối chiếu với đáp án của cô xem mình có làm đúng không nào. Bài giải. Độ dài đoạn dây là 10 x 4 bằng 40 cm. Đáp số 40 cm. Cô xin chúc mừng những bạn đã thực hiện đúng bài tập này. Lớp chúng ta hãy cùng nhau sang bài tập kế tiếp. Bài 3. Mỗi viên gạch hình vuông có cạnh 20 cm. Tính chu vi hình chữ nhật ghép bởi 3 viên gạch như thế, xem hình vẽ. Các em hãy chú ý quan sát thật kỹ hình ảnh của cô sau đây. Đây là viên gạch hình vuông có độ dài cạnh 20 cm. Ta sẽ thực hiện ghép 3 viên gạch như thế, sẽ được một hình chữ nhật. Và đề bài yêu cầu chúng ta tính chu vi của hình chữ nhật này. Sau khi quan sát hình ảnh vừa rồi thì chúng ta thấy để tính chu vi của hình chữ nhật được ghép bởi 3 viên gạch thì chúng ta phải vận dụng cách tính chu vi hình chữ nhật đã được học là chiều dài cộng chiều rộng cùng đơn vị đo rồi nhân với 2. Như vậy ta hãy quan sát chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật này như thế nào nhé. À, ta nhận thấy chiều dài của hình chữ nhật sẽ bằng với độ dài của cạnh hình vuông gấp lên 3 lần. Còn chiều rộng của hình chữ nhật cũng bằng với độ dài cạnh của hình vuông, tức là bằng 20 cm. Sau khi tìm được chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật thì chúng ta sẽ vận dụng để tính chu vi của hình chữ nhật này. Như vậy để thực hiện được bài toán này, chúng ta cần phải làm 2 bước. Bước 1, ta sẽ tính chiều dài của hình chữ nhật bằng cách lấy độ dài một cạnh của hình vuông gấp lên 3 lần. Bước 2, với chiều dài và chiều rộng vừa tìm được, chúng ta sẽ tính được chu vi của hình chữ nhật. Bây giờ các em hãy thực hiện giải bài toán này thật cẩn thận. Như vậy chúng ta sẽ thực hiện và đối chiếu với bài giải của cô. Chiều dài hình chữ nhật là 20 nhân 3 bằng 60 cm. Chu vi hình chữ nhật là 60 cộng 20 đóng ngoặc nhân 2 bằng 160 cm. Đáp số 160 cm.
cùng. Bài 4. Đo độ dài cạnh rồi tính chu vi hình vuông M, N, B, Q. Để làm được bài tập này, chúng ta cần phải thực hiện hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là ta cần đo độ dài cạnh của hình vuông. Và yêu cầu thứ hai, tính chu vi của hình vuông với độ dài cạnh vừa đo được. Cô mời các em hãy dùng thước cm để đo độ dài của cạnh hình vuông MNPQ. À, kết quả đo của chúng ta là độ dài cạnh hình vuông bằng 3 cm. Bởi vì hình vuông độ dài bốn cạnh đều bằng nhau nên ta chỉ cần đo một cạnh thì đương nhiên là ba cạnh còn lại cũng bằng với kết quả đó. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện tính chu vi hình vuông này một cách thật dễ dàng, đúng không các em? Các em hãy giải nhanh bài này và so với kết quả trên màn hình của cô. Ta có đáp án chu vi hình vuông MNPQ là 3 × 4 bằng 12 cm, đáp số 12 cm. Qua bài tập này, chúng ta nhận thấy ngoài việc học trên lớp thì chúng ta cũng có thể vận dụng kiến thức vừa học ở bên ngoài thực tế. Ví dụ như với cách tính chu vi hình vuông mà các em vừa học thì ở nhà các em có thể vận dụng để tính chu vi của những đồ vật xung quanh chúng ta. Ví dụ như tính chu vi của một viên gạch hình vuông, hoặc là tính chu vi của một cái mặt bàn hình vuông, một cái sân hình vuông và một cái nền căn phòng hình vuông. Chúng ta sẽ khám phá ra được rất nhiều điều thú vị. Nhưng quan trọng để tính được chu vi của những đồ vật hình vuông đó thì chúng ta cần phải biết yếu tố đầu tiên, đó là biết cạnh của cái đồ vật hình vuông đó là bao nhiêu nhé. Vậy chúng ta hãy bắt đầu khám phá về cuộc sống xung quanh chúng ta với bài học vừa rồi. Và bài tập này cũng đã kết thúc tiết học toán của chúng ta ngày hôm nay.